Xin chào các bạn. Hôm nay mình đang vào đồng để đi cắt lúa các bạn. Đây quê mình bên này thì người ta cắt lúc sáng xong rồi. Đã cắt về. Nói chung là lúa thì cũng còn nhìn gốc rạ còn xanh lắm. Ui giời. Lúa này. Lúa nó rơi vãi ở đây cả đống luôn. Đây ruộng mình bên này nhìn cái này ngày xưa mà dùng, nói gì ngày xưa cách đây vài năm mà dùng liềm cắt tay quá ngại, bây giờ với máy có máy về gặt nha. Lúa này thì cũng chưa gọi là đâu mà chín lắm đâu. Kiểu cứ máy gặt về là đua nhau gặt. Bên này gặt xong lúc sáng. Máy nó đang sang bên cánh đồng nhà mình. Mãi xa xa các bạn. Mấy nay ở khu vực mình lại đang có mưa. Nay gặt về không có đổ được ra không. Có hai ngày mà cắt quang cánh đồng lúa. Máy nhà kia xong rồi đang quay luôn đến nhà mình. Là bị sầu các bạn. Bị cháy lá. Lúa mà bị cháy lá vậy thì không ăn thua. Có mỗi cái bộ lá để nó nuôi quả, nó làm cho quả nó chắc chín mà bị bộ lá. Bên này thì ít, bên kia bị cháy lá nhiều. Lúa này thì thực ra chưa, để khoảng 4 5 hôm nữa gặt cũng được. Còn xanh. Cầm cái bì tí ra ra kia bốc đống lúa kìa. Nó rơi đến phải đến ba bờ ấy. Nó rơi hẳn nó kiểu nó bị tụt bì, nó đổ ra cả đến ba bờ lúa kìa. Mà sao năm nay thuốc sâu phun kiểu gì nó cháy hết lá vậy? Cây nhà bà nhìn thế thì cứ lấy đâu mà lúa? Thì cây này nó bọt bọt bèo bèo vậy nó cây này hết thì để mai mình cắt đi cái còn... lại còn xấu hơn vụ trước nữa. Ừ. Thôi vậy thì tính như mất mấy chục bì lúa thì thấy nhà mình nhà ông bà được mỗi tí réo này, còn chỗ kia thì bị hết cả cháy lá mất 81. Trước đây năm vụ này 50 bì không biết có được không đi thầy. Thì cây dạ nhà bà đây chắc lúa chỉ 50 phân. Bì quan trọng là bì xong là còn lúa. Thì vậy cháu nhìn cây dạ đây thì nó thấp bé con về. Giờ này lại máy hóa à? Chỉ về chưa?
đi ra đằng sau đi. Đây đang bắt đầu gặp. Không biết ai kìa, các bạn nó sao táo ơi, táo ơi, táo ơi, không chở nhà bà ai chở, tưởng nó bốc luôn. Chán giờ nhìn thì cây nhà bà có đâu mà trời. Đây từ lúc cấy giờ mới ra ruộng đây. Đây có nhà đang kêu mất mùa các bạn. Chỗ này của nhà mình là một mẫu các bạn, một mẫu của Bắc Bộ ấy. Mẫu của mình ngoài Bắc Bộ thì nó ít hơn, còn từ Thanh Hóa trở vào thì bắt đầu tính diện tích nó nhiều hơn ngoài mình. Trả luôn cho mấy chuyến. Trả luôn giúp cho mấy chuyến. Mình đi ra cái đầu mương bên kia xem có cá không? Ở mương các bạn. Mương mà ngoài này nó còn nước. Mọi khi là nhiều con nước, là nhiều cua, nhiều cá nhiều. Này đang gặt dồn, nó có lẽ còn đi gặt ở nơi khác nữa. Đây, có một cái mương. Có cua có cá thì chiều ra bắt. Ốc bươu. Là cua này. Trong đây người ta đang để con cua. Ôi lắm cua chưa con. Rất nhiều cua này. Ôi. Đấy. Cua cá nhiều đấy.
nhiều cua lắm. Mương thắm cua thật. Đây là người ta đang để cái đó để đây bắt cua. Ôi xa lắm lúa thế. Ôi nó vỏ ra hết rồi này. Vỏ ra hết lúa này. Lúa ra hết theo cái sơm của các bạn nhiều kìa. Lúa nó này ra theo rơm nhiều chưa? Cái nào nó chưa chín là nó vỏ hết ra đây. Nó ra hết hết theo rơm. Xin chào lắm cho anh em nhé. Tôi là đây dùng xích lô máy để trở về. Mình quay video sơ bộ về buổi gặt lúa của nhà mình hôm nay ở đây các bạn nhé. Đây đã được mọi máy bì nhỉ. Tí nữa lại phải bốc lên xe các bạn. Đang nắng nóng lắm. Đây, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.